Hugo rồi đó. Lắm. Lắm rồi, Hugo rồi. Trời ơi. Chết già những cỏ. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại bây giờ là mình đang ở Cù Lao Long Hụ. Hôm nay vẫn là một chuyến đi câu cá lóc nữa. Mình vẫn trở về Long Hụ, tại khu vực Long Hụ này cũng gần nhà mình. Mình rất là thường đi ở khu vực Cù Lao Long Hụ này, tại vì cũng gần nhà mình mà lại có cá nữa. Cái điểm này là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại đây. Cách đây chắc khoảng cũng gần 3 tháng rồi. Hôm nay mình trở lại đây thì bãi nó cạn nước quá. Để mình qua bên đây cũng có một bãi nữa nè, để mình qua mình coi làm sao. Cũng lâu rồi mình thử, lâu rồi mình chưa trở lại đây, mình thử mình trở lại coi địa hình đồ ổn không. Ôi, nước cạn quá mà bãi này hình như là muốn bị mất bãi luôn rồi, không còn cá nữa. Để qua bên đây coi. Rồi bên đây nè. Để quay lại. Thôi bãi này hư rồi mọi người ơi. Cá chết nhiều nè. Hình như là họ mới tháo rồi. Ồ, mới tháo tức thì mọi người ơi. Có con cá gì ngộ lắm. Trắng trắng dài dài à. Giống con cá cháo quá. Rồi không ổn rồi mọi người ơi. Thì hôm nay mình xuất phát ngày câu của mình, mình đến Long Hụ là gần 1 giờ trưa mọi người ha. Mình đi đánh cửa chiều. Tại vì lúc này buổi sáng mình bận nhiều việc quá, mình không có đi sáng sớm được. Mình đành phải đánh cửa chiều thôi. Lâu rồi trở lại đây thì bãi mất rồi, không còn nữa. Mình phải di chuyển tìm chỗ khác nha. Đi mọi người ơi. Rồi bây giờ đi ra tìm chỗ khác. Đường ở đây nhỏ lắm nha mọi người, khó chạy lắm á. Bên đây là hình như là Long Hụ Tây. Đường nhỏ lắm, mình phải tránh xe. Rồi. Cảm ơn anh nha. Bữa nay thì mình sẽ có một sự thay đổi mới ha. Đây là lưỡi chữ C. Lưỡi này bằng thép súng K63. Cực kỳ cứng nha mọi người. Và cực kỳ bén luôn. Nó là 1.4 ly ha. Đó, mọi người xem cái mẫu lưỡi của mình nè ha. Đây, cái mẫu lưỡi của mình là nó nằm trên một cái đường cong. Đấy. Nó cong chứ không phải là nó thẳng nha mọi người. Nó cong nên mọi người giật cá nó rất là tạt nha.
con cá ăn rồi mà mọi người giật một cái là nó tạt dữ lắm nè, thấy không nè, mũi ngạnh nè, ngạnh này là ngạnh lưỡi búa nha, không phải là cái loại ngạnh nhọn nhọn và dài, mình không có sử dụng ngạnh ngạnh dài nha mọi người. Đây ngạnh dài á, đôi lúc nó có cái những bất lợi, ngạnh cao và dài quá, ví dụ khi mà mọi người giật con cá mà nó vô phần cứng á, nó không qua ngạnh nổi, nó nằm ở nó cấn ngạnh dài và cao quá, nó cấn nó không qua nổi thì con cá nó sẽ vũ, nó vũ một cái là sẽ văng ra ha. Mình thì không thích đánh ngạnh ngạnh dài rồi, mình đánh ngạnh vừa vừa thôi. Con cá nó vô một cái rồi là ngạnh nó giữ liền chứ nó bấu liền chứ không có phải là ngạnh dài là con cá không sảy đâu ha. Đấy, K63 mọi người ha, để mình bỏ nó lên chiếc lá này cho mọi người xem nè, đó, dễ hình dung nè. Độ dài nó tầm 3 phân rưỡi. Ha. Còn hầu ngang của nó là tầm 2 phân rưỡi. Cái này là làm hoàn toàn bằng thủ công nha, nên nó có độ xê xích nhất định ha, nó không có phải làm cái nào cũng như cái nấy đâu, bẻ hoàn toàn bằng thủ công nha mọi người ha. K63 lưỡi nó cực kỳ bén nha mọi người, cứng nữa, cực kỳ cứng luôn. Đây là cái đường đê bao, nếu mà mọi người đi thẳng xuống dưới luôn thì sẽ đụng đọt rạch cóc ha. Ngoài đây là biển nè, còn trong đây là nguyên đường kênh. Dạ qua đây câu thử coi có không. Lúc này nước cũng giật rồi nên cá ở mấy đám năng nó hay đổ về kênh nè. Cái đường kênh này dài dọc xuống tới dưới luôn, xa lắm mọi người ơi. Đi câu thoải mái luôn ạ. Đó, từ đây mọi người câu dọc xuống dưới luôn cũng được nữa. Mùa này là chuẩn bị đánh kênh được rồi. Thôi mình lại đầu đây mình câu thử. Ở chỗ cái nhà lá này nè. Ở trên đó là làm ông Tây ăn hay có làm ruộng không? Cá ăn các bạn ơi. Con hả? À. Con buôn bán. Dính nè. Đi nhau vô chơi ở nhà buôn bán với vợ nhà hả? Dạ. Má đào nè các bạn. Đổ má luôn không? Chạy lên từ từ. Mình lựa chỗ nào địa hình nó đẹp á thì mình dừng lại mình câu. Cái đường kênh này dài lắm. Chỗ này cũng đẹp lắm nè. Để câu đây thử coi. Cứ thấy chỗ nào đẹp là mình cứ câu thôi. Quăng qua bên mé kênh bên kia kéo về. Cỏ lưa thưa. Nhìn cũng đã lắm. Lúc này là nước cạn rồi. Mấy cái bãi năng cạn khô nước rồi, bắt đầu cá nó đổ về kênh mọi người ơi. Giờ câu ở trên năng không còn nữa. Bữa nay thời tiết cũng ổn, mát mẻ. Xác mé đây có thằng con nè. Con mé à. Rồi ăn rồi. Sát mé luôn các bạn ơi. Mình thấy nó giỡn trong đây nè. Giật nhẹ dính đó mà các bạn ơi. Lên. Ui. Bự nè các bạn. Con này coi. 3 gram nha mọi người. Rồi, vô mắt rồi mọi người. Để mình gỡ nha. Mình thấy nó giận.
Rồi lại tiếp tục chuyển qua khúc kênh mới. Hugo, Hugo rồi, Hugo rồi đó. Lắm. Lắm rồi, Hugo rồi. Trời ơi. Chết chà dưỡng cỏ. Đi qua đây lấy mọi người. Lưỡi này vô rồi khó xảy lắm. Hết biết. Đúng rồi. Con này ha. Con này cỡ 8 lạng nha mọi người. Cỡ 8 gram ạ. Này trổ vô mắt rồi mọi người ơi. Vậy sọc luôn thấy không? Quá đã mọi người. Để mình gỡ cá nha. Rồi chuyển qua chỗ khác. Nói vậy chứ một cái khúm cỏ vậy nó có chừng con hai con à, chứ nó đâu có nhiều mọi người. Câu kinh là phải chạy liên tục à. Cái đường này cũng đẹp lắm nè. Câu kinh thì cá nó không có được lớn dữ, lâu lâu được con lớn à, đa số là nhỏ nhiều. Nãy giờ mình câu mấy cái mấy con nhỏ nhỏ nó ăn nhiều lắm. Câu kênh này là phải chịu hao nhái mọi người. Cá nhỏ nó phá dữ lắm. Mình thì làm cũng mấy cái dòng lưới câu C70 này luôn. C70 cựa gà. Súng AK63. Dùng mình thì cá nhỏ mình thường sử dụng thép 1 ly 4. Bắt cá đâu đó cỡ ký 2 ký 3 đổ lại thôi. Còn anh em nào mà có nhu cầu muốn câu cá lớn hơn thì mình làm C70 đi, C70 nó 1.8 ly, quýnh cá 2 ký 3 ký. Cỡ đó. Còn ở dưới đây mình thì dư câu rồi. Ly 4 là mình dư câu rồi. Không cần lớn ha. Ê, cá ăn ăn các bạn. Rồi. Con này chắc là cũng không nhỏ đâu nha. Lưỡi này giật nhẹ dính mọi người ơi, không có giật mạnh đâu. Dính rồi. Ủa nó ăn tưởng lớn lắm. Cũng được à. Nhỏ à. Trổ lên tới trên sọ luôn nha mọi người. Cái lưỡi này nó bén cực kỳ, nó bén nha mọi người. Để mình đổi sang cái bao tay mới. Hồi nãy mình xuống dưới mình múc nước á, cho cá nó ướt rồi. Đổi qua cái bao tay mới mọi người. Câu cá. Cái bao tay này lợi hại lắm nha. Mình câu cá mình đem theo để mình bắt cá cho nó dễ nắm. Thứ hai nữa là mình câu mồ hôi tay nó ra, nó mình cầm vô cần nó không có trơn ha mọi người ha. Thôi để mình chuyển sang bãi mình đánh mọi người ơi. Mình không có đánh kênh á. Tại bữa nay cái số lượng nhái mình đem cũng hơi ít. Mình đánh kênh thì cá nhỏ nó phá nhiều quá. Mình sợ hết nhái câu. Thôi bây giờ để mình chuyển về bãi mình câu ha.
Rồi. Ăn này. Rút rồi, dính này. Con này cũng bự nè mọi người. Trời. Con này chỉ cỡ đâu đó 4 gram. Này vô má đào nữa rồi, nhưng mà nó không trổ ra, nó nằm ở trong à, nó bị nứt da phải không à, để mình gỡ cá mọi người ha. Chuyển qua cái dũng bên đây. Như nước lớn đang chảy vô mọi người. Đúng rồi, nước lớn đang chảy vô á. Quýnh cặp bên lề bên đây nè. Rồi, cá ăn các bạn ơi. Ăn trong cỏ rồi. Lưỡi này mình nhích nhẹ dính nha mọi người. Nè, để coi mình làm nè. Nhích nhẹ cái dính nè. Thấy không? Không cần mạnh đâu. Con này cũng kha khá. Cỡ này là ok rồi, có câu hoài cũng được. Cá lớn giờ không còn mọi người. Cá này là ok lắm rồi, nó nằm tầm tầm khoảng gần 3 lạng nè. Bên này cá mập ghê á. Mình gỡ cá nha. Cái dòng K63 này nè. Nó cực kỳ cứng nha mọi người. Cứng khiếp luôn á. Với cái độ bén nó cực kỳ bén luôn. Cá ăn mình chỉ cần mình nhích một cái là dính liền. Mình nhích nhẹ cái là dính, không cần phải giật mạnh đâu ha. Giật nhẹ đã dính rồi, nên giật mạnh chi cho nó mệt. Cái dòng lưỡi này là cái sóng lưỡi nó hình cong, nó nằm trên đường cong nên nó rất là nhạy cá mọi người ha. Tiếp tục quýnh cái đường này nhé. Lúc này mà càng đổ về sâu á là càng khó câu cá hơn nữa. Nước giật cạn nè. Rồi nước cạn thì tất nhiên phải chấp nhận bị đánh bắt nhiều rồi. Nước cạn thì bị xiệt. Với cái bãi nó sẽ bị hạn chế lại vớt, tại vì nước cạn á. Mùa này đổ tới tháng Giêng, tháng 3 là mấy cái bãi nó sẽ bị mất nước cạn á. Nó sẽ bị mất bãi mọi người. Cá nó sẽ dồn về những nơi nước sâu như ở kênh này nọ đó, thì lúc đó là người ta chích điện thì cũng nhiều, cá khó bắt hơn. Với cần thủ thì họ canh tới mùa này là họ mới đi câu nhiều nè, tại vì mùa này là mới đúng mùa của nó nè. Cá lớn với nó gom lại dễ câu á. Bắt đầu về sau là khó câu hơn rồi. Ê, cá dí. Rồi ăn rồi. Đó. Dính rồi. Dính rồi. Con này là bự nhất nãy giờ nè. Oh, con này bự nha mọi người. Hộp ú à. Rồi mình gỡ cá nha mọi người ha.
không lớn. Lưới này là bắt cá nhỏ nhỏ bắt được hết. Má đào nè. Nhỏ. Cái này mình thả lại mọi người ha. Thả qua đây đi. Rồi chiều luôn. Ngó qua ngó lại là hết một buổi câu rồi. Thôi về. Bữa nay cũng bọn à. Rồi kết thúc ngày câu nha mọi người. Về thôi. Để về tới nhà rồi mình tổng kết cá nha. Bữa nay cũng nhiều lắm á. Rồi ok, về tới nhà rồi. Báo cá. Chiều hôm nay. Bữa nay bọn nha mọi người. Bữa nay ok lắm á. Để mình đổ nước ra nha. Rồi. Bữa nay có hugo. Bữa nay cá cũng lớn. Nhiều lắm. Đâu đó cỡ chục con á. Để mình đổ ra khỏi cái thùng đi để mấy con nó tung. Rồi, cá ngày hôm nay được 1 2 9 con. 9 con nha mọi người. Cá bữa nay bự á, có con này hugo nè. Cá bữa nay nói chung là ok ngon á. Cá bữa nay là trọng trọng không? Ê, tông. Rồi, ngày câu hôm nay khá là thành công nha mọi người. 9 con. Cá bự bự không? Rồi, ngày câu hôm nay mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người nha.